Thưa quý vị, ông Trọng, ông bảo là ông đã xin nghỉ rồi, nhưng đại hội bầu thì ông với tư cách là đảng viên phải chấp hành thôi. Và ông cho đó là nguyện vọng của toàn đảng, toàn dân bầu cho ông, chứ nào ông có muốn vậy đâu. Vâng, sự thật về cái gọi là ý đảng lòng dân ấy nó ra sao? Thì anh chỉ kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Đỗ Nga sẽ rõ. Sự thật về cái gọi là ý đảng lòng dân. Ông Đỗ Nga viết, Đảng Cộng sản giành quyền lãnh đạo đất nước bằng hình thức cướp chính quyền. Để giữ lấy quyền lực vĩnh viễn thì đảng đã loại bỏ cái quyền quyền lực nhân dân bằng cách cướp lấy quyền ứng cử của họ. Đảng loại bỏ quyền tham chính của mọi đảng phái chính trị khác bằng cách cướp mất quyền lập đảng lập hội của họ. Nói chung, quá trình giành và giữ quyền lực của đảng Cộng sản luôn gắn liền với từ cướp. Muốn có tính chính danh, nhà nước cần phải trả lại những gì mà họ đã cướp cho nhân dân. Như vậy, nhà nước của dân thì mới chính danh. Và thực tế thì nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của đảng chứ không phải của dân. Vì vậy nó thiếu tính chính danh. Để tạo tính chính danh, thay vì trả lại quyền làm chủ cho dân thì đảng lại làm khác. Họ dán mát chỉ đơn giản thế thôi và đó là lý do mà Đảng Cộng sản rất hay lạm dụng từ nhân dân để gắn trên sản phẩm của mình, nào là tòa án nhân dân, nào là ủy ban nhân dân, nào là hội đồng nhân dân, nào là quân đội nhân dân, nào là công an nhân dân, nào là báo nhân dân, lập lập là rất nhiều. Quý vị thấy cái gì cũng của nhân dân hết á nhưng mà kho bạc là của nhà nước, ngân hàng là của nhà nước. Ông Đỗ Nga tiếp tục viết nhãn một đường chất lượng hàng lại một nẻo ruột là của đảng mát lại là của dân bản chất của cộng sản là vậy đó đảng cộng sản thường hay dùng cái từ ý đảng lòng dân trong tất cả mọi ý đồ của họ ý của họ là muốn gắn ghép rằng Ý muốn của đảng cũng là nguyện vọng của nhân dân, mục đích là để trốn tránh những tội lỗi phản dân mà họ đã, đang và sẽ làm. Thủ đoạn này rất là thâm, vì nếu đảng bán nước thì té ra đó là do nguyện vọng của dân, và từ đó dù phản dân hại nước cỡ nào thì đảng vẫn vô tội. Năm 1958, ông Phạm Văn Đồng đã đại diện cho ý đảng ký bán Hoàng Trường Sa cho Tàu Cộng với văn tự có đóng dấu hẳn hoi. Thế nhưng cuối cùng thì ông ta vẫn là người có công chứ có tội đâu. Bởi đơn giản đó là lòng dân mà tội gì ở đây. Ký kết hội nghị thành đô là ý muốn của đảng hay là nguyện vọng của nhân dân? Ký kết 27 văn kiện bí mật với Trung Cộng là ý muốn của đảng hay là nguyện vọng của nhân dân? rồi đưa những con người phá hoại đất nước vào các vị trí quan trọng như đinh la thăng lê thanh hải nguyễn tấn dũng vũ huy hoàng trương minh tuấn nguyễn bắc son v v ấy là ý muốn của đảng hay là nguyện vọng của nhân dân phải khẳng định một điều rằng không có một sản phẩm nào của đảng cộng sản dù là hữu hình hay vô hình mà là có một chút lòng dân nào trong đó cả lòng dân hay nguyện vọng của nhân dân chỉ là một cái mát cái nhãn dán lên cái hàng giỏm đó mà thôi với đảng dân chỉ là một đàn cừu không hơn không kém hằng ngày đảng vẫn mần thịt cừu rồi đưa lên mâm đánh chén điều khốn nạn là vừa ăn thịt cừu đảng vừa thuyết giảng với đàn cừu tội nghiệp rằng ta mần món thịt này là nguyện vọng của đàn cừu các ngươi mà thôi đảng chỉ thuận theo ý các ngươi mà làm ngoài nguyện vọng của cừu thì đảng ta không có ý nào khác nữa vâng đó đó chính là hình ảnh đảng đối xử với nhân dân của mình từ xưa đến nay là như thế đó và mãi mãi về sau đảng cũng sẽ đối xử với dân như vậy